Thưa quý vị, chương trình Mỗi xã một sản phẩm hay còn gọi là OCOP gắn với tái cơ cấu sản xuất tuy mới được triển khai trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến nay, nhưng các cơ sở sản xuất doanh nghiệp đã tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, mang tính đặc trưng, lợi thế của mỗi vùng miền, đồng thời cũng hỗ trợ cho các địa phương xây dựng nông thôn mới bền vững. Mặc dù mới ra đời từ năm 2019, nhưng sản phẩm được chiết xuất từ quả nhàu của công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp và dược liệu xuất nhập khẩu Phong Thảo ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc đã có mặt trên thị trường trong nước và xuất khẩu đi Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia. Với quy mô 70 hectare trồng nhàu, nhà xưởng chế biến trên 2.000 m², trung bình mỗi năm sản xuất hơn 200 tấn nước cốt nhàu và 500 lít tinh dầu nhàu, đảm bảo những tiêu chuẩn khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm. Công ty Phong Thảo đạt doanh thu gần 20 tỷ đồng, lợi nhuận thu về gần 10 tỷ đồng mỗi năm. Do đó, đầu năm nay, huyện Xuyên Mộc đã đăng ký hai sản phẩm nước cốt và tinh dầu nhàu của công ty Phong Thảo để xây dựng sản phẩm OCOP theo tiêu chuẩn 4 sao. Để mà làm được hai cái sản phẩm này thì nó phải liên quan đến hàng hữu cơ, mà hữu cơ thì chi phí cái rác thải nó rất là cao. Nhưng mà bên phía công ty thì cũng vẫn cố gắng để đạt được cái hàng để xuất khẩu, thì đủ sản phẩm để chứng nhận OCOP, hàng hóa nó lưu thông nó cũng vẫn dễ. Với một số những cái đơn vị mà người ta có nhu cầu thì người ta tìm đến cái hàng mà chất lượng ấy, thì người ta tìm cho mình nó rất là nhanh. Với mong muốn sản phẩm làm ra được công nhận và gắn sao OCOP để nâng tầm khẳng định thương hiệu trên thị trường, công ty trách nhiệm hữu hạn Đông trùng hạ thảo Trung Nhân ở ấp Phước Tân 4, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa không ngừng mở rộng quy mô, cải tiến quy trình sản xuất nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe mà thị trường phân khúc cao đòi hỏi. Cũng vì vậy mà dù mới đi vào hoạt động được gần 2 năm, nhưng ba sản phẩm của công ty được đăng ký sản phẩm OCOP của thành phố Bà Rịa. Các sản phẩm này được sản xuất, chế biến từ công nghệ hiện đại, mẫu mã đẹp, chất lượng đảm bảo, được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, Việt Gáp và tiêu chuẩn chất lượng FDA của Hoa Kỳ. Về địa phương thì các anh chị ở bên chính quyền đây cũng có tạo điều kiện cho tụi em có cơ hội để mà đưa cái sản phẩm của mình lên làm sản phẩm đặc trưng cho xã. Thì qua cái cơ hội này, nó cũng giúp nâng tầm cái sản phẩm của em lên một cái tầm cao mới, được đưa đến với nhiều người dùng hơn. Đến nay, Bà Rịa Vũng Tàu đã có 5 chủ thể với 21 sản phẩm được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021. Trong đó, có 5 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao đề nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đánh giá công nhận sản phẩm OCOP quốc gia và 16 sản phẩm đạt 4 sao. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, hộ sản xuất thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, đăng ký và công bố chất lượng sản phẩm, hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ sản xuất xây dựng các mô hình Việt Gáp, hữu cơ, ưu tiên nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Thì ngành nông nghiệp chúng tôi cũng nên khuyến cáo các chủ thể và xác định rõ các nội dung của trong OCOP, không phát triển tràn lan, không lấy số lượng và tập trung vào cái chất lượng để thúc đẩy và phát triển nó một cách bài bản căn cơ, tập trung cho các cái sản phẩm chủ lực trong nông nghiệp của tỉnh để có cái định hướng cụ thể căn cơ, tránh trường hợp là phát triển tràn lan mà không duy trì được cái OCOP thì cũng là một cái điều rất là bất lợi trong cái cạnh tranh và trong cái phát triển kinh tế nông nghiệp. Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng nên tiềm năng xây dựng sản phẩm OCOP là rất lớn. Thúc đẩy triển khai OCOP không chỉ là cơ hội để ngành nông nghiệp tỉnh khẳng định tiêu chuẩn, chất lượng và tính truyền thống của sản phẩm, mà còn góp phần thay đổi từ tư duy, cách ứng dụng khoa học công nghệ cho đến xây dựng nhãn mác hàng hóa, thương hiệu sản phẩm của chính quyền, nông dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.